quá khổ, có khó khăn. Có một việc cô đàn ấy, cũng mua hai liều thuộc chuột rồi, bán quý ơn chị. Sống được ngày nào sống, không được cô cũng mà chết. Cả tôi là bán chết. Ông ngoại ngủ à? Không sống làm gì nữa. Quá khổ đấy con. Cô có thể cho con biết là cô có con như thế nào và cái bây giờ là cô dựa vào cái gì để sống ạ? Cô chị vừa lúc con đau con có ngoại bị khớp 24 rồi bị cô là cô giờ ý là cô đi bán hàng rong, cô đi bán hàng rong để kiếm tiền hàng ngày á. Mà mua thuốc mua sữa rồi cái chỗ thì cũng nhờ thằng chú đó nó làm mà bây giờ thuê là muốn rồi trả tiền nhà thì cửa cũng như hai mẹ con cũng như thế nhau người lo tiền ăn người lo tiền nhà là vẫn ở với lại một cậu con trai đúng không? Năm nay bao tuổi? 26 tuổi. Lấy vợ chưa? Chưa. Là mẹ ở gia đình mình nghe ông có vợ đâu. Là vợ đi mừng nói nghèo ai mà ưa. Mà cậu thì làm cái gì cô? Đi làm thuê làm mượn. Ai kêu làm gì làm à? À dạ thưa mọi người, người phụ nữ đang xúc động trước mặt mọi người là cô Hoàng Thị Cúc, 56 tuổi là vợ của chú Phạm Kỷ, 60 tuổi. Người nằm ở đây ạ, như mọi người thấy thì chú Kỷ bị bệnh gút nặng đã nhiều năm nay và nó đã biến chứng làm biến dạng các khớp xương và còn lan ra những cái cơ quan khác. Thì bệnh nhân hiện đang bị suy thận, thiếu máu và ở một cái ngôi nhà trọ rất là nhỏ ở Vũng Tàu. Bệnh nhân đã được nhiều lần khuyên các bác sĩ bệnh viện địa phương khuyên phải lên tuyến trên điều trị nhưng mà vì không có tiền nhưng mà cứ nấn ná hoài cho đến bây giờ. Và như mọi người thấy là bệnh đã nặng, người vợ đã suy sụp, đã tuyệt vọng, không có đủ cái khả năng để lo nữa. Thì biết được cái trường hợp này, một nhân viên phòng công tác xã hội của bệnh viện quận 2 vô tình trong một lần lên Vũng Tàu đã nghe được câu chuyện và đã tìm cách đưa bệnh nhân là chú Kỷ đây đến bệnh viện quận 2 điều trị. Thì hôm nay em sẽ thông tin chi tiết về cái trường hợp này, khó khăn như thế nào, cần giúp đỡ như thế nào để mọi người nếu mà có lòng thì có thể chung tay. Dạ. Dạ. Cô ơi, chú phát bệnh là lâu chưa cô? Mới được 6 tháng nay là bình nặng, hồi trước là bình con bạn bị sổ đưa. Dạ, nhưng mà bệnh bắt đầu bệnh là từ khi nào? Mắc đau bệnh lâu lâu lắm. Dạ, mười mấy năm. Cô chú là quê ở đâu cô? Quê cô là quê Bình Phước. Ừ. Nhưng mà gốc là ở ngoài miền Trung đúng không? Gốc còn chú? Chú nợ chú như là Đồng Nai. Hồi xưa là người Đồng Nai. Dạ. Nhưng bây giờ là người Bình Phước luôn. Tại sao người Bình Phước gặp được? Tên gọi bên đi lưu lạc ngã. Dạ. À, có giờ hai vợ chồng đi lưu lạc mới gặp nhau. Là mình về Vũng Tàu là từ khi nào cô? Về Vũng Tàu cũng nhờ ngay nó lâu lắm rồi. Lâu lắm mà cứ cô nói nhá, anh con khổ quá, lưng tâm hơn từ ái. Lưng lăng lăng mình đi làm á, tìm tiền để lo cho trong. Cô nói hết và sao hằng cô nhà bảo cô thầy lên năm bệnh viện, cô thầy cũng còn mẫu rồi với cô mình. Bệnh viện bảo mới tới bệnh viện đó. Nhờ đầu tiên là nhờ cái anh nhà báo ở Thượng Nhân Dân á. Những năm Sơn, nhờ anh Sơn là trường. À là coi như là có báo họ tìm đến họ viết bài cho mình rồi ha. Rồi cái sau này rồi, ảnh giới thiệu qua bên cô Trang. Nhắn cô Trang vô tài phòng giới thiệu. À nhưng mà cái thời gian đó là mình được ủng hộ được nhiều không cô? Có chú ủng hộ gì đó. Chỉ có ghi nhận thôi hả? Ghi nhận, còn người cho 5 kg gạo, 10 kg gạo nữa. À, nhưng mà con nghe nói là mình là ở cái nhà trọ mình là nhỏ lắm hả? Dạ, khoảng 10 mét thôi tao, nhỏ xí à. Nhỏ. Hai chồng ở hay là có con ở trong nữa? Con trai hả? Hai chồng, có một đứa con trai hả cô? Mà
Thôi cô cứ ngồi đi, cô cứ ngồi đi. Con biết cái thông tin của cô sơ sơ rồi. Đồng với ông Chí đây con. Ông Chí vừa trùng ngủ. Dạ. Báo Vũng Tàu ha cô ha. Rồi. Cô là có tổng cộng là bao nhiêu người con? Hai mà một đứa là ở Minh Phước đi bạn về số. Ừ. Còn người ở đây? Có người ở đây thì cũng trai 26 tuổi nè. Làm nghề gì? Đi làm ai kêu đi làm đó. Mà hai chồng mà trước giờ là cũng đi bán vé số không hả cô? Ngày một ngày bán được khoảng bao nhiêu tiền? Bạn trụ bạn được 50 vé, 50 vé. Cái bệnh bữa giờ bệnh là đóng hết bao nhiêu tiền rồi? Mình nằm đi ở nhà cho đỡ động rồi đi viện đâu bữa. Đi bệnh viện Lê Lợi hồi đó. Không bắt đầu hết. Bệnh viện Lê Lợi Vũng Tàu hả? Họ miễn phí hả? Bệnh viện Lê Lợi Vũng Tàu là 27 triệu miễn phí cho hệ toàn bộ. Bệnh viện tốt quá. Về cho cơm cho nước ăn. 27 triệu đó là mình lên mình điều trị bằng thuốc hay là có mổ gì không? Có mổ mấy thuốc đấy. À mổ. Mổ tính ra là mổ 4 cục. 4 cục hả? Cái cục bùi chỏ mà nở khi mở. Dạ. Bùi chỏ này. Có bùi chỏ nè. Mấy cái cục acid với mấy cục tô phi á. Như cái tay đưa lên mình kêu rắc rắc. Dạ. Với hai cục bùi chỏ, hai cục đầu gối. Ôi bây giờ nó phù lên hết ha. Nó phù quá trời phù luôn nè. Đây mọi người nhìn nha. Bên đây. Bên đây là bầm luôn. Ôi cái đầu ngón tay luôn. Biến chứng bên trên nữa. Cái bị gút này là biến chứng của tiểu đường hả chú, hay là bị gút xưa không giờ bị, không bị tiểu đường coi như là bị gút hồi đó giờ mấy chục năm, bây giờ nó biến chứng nặng lên. Gút này là nặng dữ lắm nè, chứ bình thường là hai ở dưới gót chân này kia thôi. Bảo vệ nó thấy là nó đuổi cô ra đó, nó cứ thu luôn đó. Đây phòng bệnh mà cô có bán đâu. Dạ. Thì bữa giờ mình mới lên bệnh viện quận 2 hay là lên mấy bữa nay rồi cô? Mới lên quán. Dạ. Cô cũng bị viêm xoang. Cái đầu mà ba bốn phiếm viêm ba phiếm mới có tiền để đi chữa lại. Lâu là hô đã là bị có đi CT ở bệnh viện Hoa Hảo là cách đến mười mấy năm rồi, giờ bị lại nặng lắm, đi đâu là chóng mặt giờ. Dạ, ngoài ngoài viêm xoang là cô có bị gì nữa không? Cô viêm xoang mà bị hở van tim, bị viêm đại tràng. Trời, bệnh gì nhiều quá chị? Bệnh nhiều lắm, bởi được cô nói mua chuột chuột mũi thôi, chứ cô cũng đi ngỡ có hả? Cứ sợ không? Đi nồi. Chúng tôi phải báo. Cô nhiều bình cô cứ nói một chỗ nè. Tối bệnh về tối ngủ được không? Không, như cái cái chân đâu rồi gạt lên mới nằm yên rồi chứ. Ngủ được mừng cùng mua cái thuốc giảm đau á. Giảm đau họ bạn lưu nặng lên coi một liều 12 ngàn là về uống được sẵn đi được thầu trưa là bị lại. Dạ. Rồi ăn uống sao? Ăn uống của hai chồng sao? Ăn thì cô nấu cơm mình mua rau đâu luộc ăn. Con trai cô không có phụ gì cha mẹ? Phụ thì đi làm được là một tháng được 3 triệu phụ trong nhà, phụ đóng trong nhà. Cô đến là hàng ngày cứ đôi khi mua 5 ngàn rồi muốn mà đôi khi mua cải thì 10 ngàn, nó về cải nấu canh cho hai ra nấu canh sao mình nấu cơm ăn. Nhà trọ á hả? Nhà trọ là một tháng bao nhiêu tiền? 2 triệu. Dạ. Có 10 mét vuông. Nhỏ lắm nhỉ. Có gác không? Có gác. Chú bây giờ chú cảm thấy trong người sao chú?
Nó hơi nặng lại, mệt, mệt. Mệt hả? Hơi nặng mệt. Từ cái lúc biến chứng nặng tới bây giờ tối này kia mình ngủ nghỉ rồi được không? Nó cơn lên hết nằm, hết ngủ, nằm lăn qua trở lại, lăn qua trở lại. Mà cơn nó lên thì nằm được ngủ được thì rất thoải mái. Ổng lên cái này là thôi. Cứ lăn qua, lăn lại, lăn qua, lăn lại. Lăn bên này chập là thấy đâu, lăn ngược lại bên này chập thấy đâu, rồi nằm lăn ngửa. Như cái chân giờ chú dơ lên được không? Dơ được nó đi. À. Dơ được chân này thôi. Dạ, chân kia là dơ không được hả? Này, chân này dơ được, không phải. Ốm quá, tông teo biến dạng chân hết rồi. Nay lên là chỉ có hai chồng ha, có con lên không? Không. Rồi lên là bác sĩ có hứa là sẽ điều trị dứt điểm cho chú không? Chưa, bác sĩ kia nói câu đó là bác sĩ mới tới, vừa đi ra một chập là hai chú tới đó. Dạ. Bác sĩ mua con bệnh. Bác sĩ nói bệnh mình sao, bác sĩ khám xong rồi nói nhà sao? Bác sĩ chưa khám, bác sĩ mới coi ngó trong sóc bệnh rồi đó. Ừ. Thôi để cái mâm đi rồi với tụi con coi. Ừ. Thế rồi bác sĩ nói. Rồi, thôi. Bây giờ cô có muốn nói gì với mọi người không? Cô chứ cô mong mọi sức mạnh nó cũng giúp đỡ cho cô, nhưng trong cô là mình chúng cô là được bình. Cô muốn buồn đỏ nhang nè. Cái khổ ở nhà cửa ấn cậu. Cô đã chết chứ không biết sao cũng chi nữa. Hồi nữa có mình đã cầu nhà con nè. Còn mình đã cầu nhà mà bạn mình nuôi được con ăn ngọt á. Đi ở trong mình lưu lại từ lúc nhà luôn. Có miếng đất ở đâu, ở Bình Phước á hả? Ừ, hồi ở Bình Phước á. Bình Phước là khai hoang được miệng nhỏ 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 mấy. Hồi nữa bạn được còn 350 ngàn à. Chứ còn học chị cù dơ. Mà ăn học mà cô tiền cho đến nơi đi chỗ. Thôi bây giờ chắc là cô đọc cái số điện thoại của cô cho mọi người được biết ha. Thôi mẹ bạn, cô đâu có biết đâu. Dạ. Cô chạy gọi cũng nghe, cô không được bận nữa. À, thôi vậy để được rồi cứu. Thôi chú được rồi, một xíu con sẽ thông tin sao ở dưới cái caption, cái bình luận cho mọi người được rõ ạ. Cũng mong là mọi người có thể chung tay giúp cho hai vợ chồng chú Kỷ và cô Cúc có thể qua được cái cơn nguy khốn này, tại vì như mọi người thấy là rất đau đớn, cả hai vợ chồng đều bệnh rất nặng. Bây giờ không có tiền chữa trị, bệnh viện thì chỉ giúp được một phần thôi ạ. Em sẽ đợi cái thông tin của bệnh nhân và thông tin của phòng công tác xã hội bệnh viện ở phía dưới sau clip này. Xin chào mọi người ạ.